tạo hiệu ứng cho các đoạn văn bản trên trang chiếu. Nhiệm vụ: em hãy thêm hiệu ứng cho đoạn văn bản trong trang chiếu dưới đây. Thực hành. Bước 1. Trong giải lệnh View, chọn chế độ Normal. Chọn đoạn văn bản hoặc cả hộp văn bản cần tạo hiệu ứng. Bước 2. Chọn giải lệnh Animations. Chọn nhóm hiệu ứng để mở các danh mục hiệu ứng. Bước 3. Chọn kiểu hiệu ứng. Ví dụ, ta chọn kiểu Fly-in trong nhóm Entrance Effects. Khi đó, bên đoạn văn bản xuất hiện thêm số thứ tự 1, tức là hiệu ứng cho đoạn này sẽ được thực thi đầu tiên khi chỉnh chiếu trang chiếu. Thứ tự xuất hiện các đối tượng trên trang chiếu sẽ theo thứ tự chọn hiệu ứng cho chúng. Lưu ý, không nên sử dụng quá nhiều hiệu ứng động vì làm giảm sự tập trung của người xem vào phần nội dung. Chỉ nên dùng hiệu ứng nếu nó giúp cho nội dung trang chiếu rõ ràng và hiệu quả hơn. Bước 4. Nháy chọn lệnh Effect Option và chọn hướng xuất hiện của đối tượng khi diễn ra hiệu ứng. Ví dụ, ở đây ta chọn hướng xuất hiện cho đoạn văn bản từ dưới đi lên bằng cách click chọn From Bottom. Bước 5. Chọn nhóm Timing để thiết lập thời gian cho hiệu ứng. Ví dụ, tại lệnh Duration, ta thiết lập khoảng thời gian diễn ra hiệu ứng là 1 giây. Hoàn thành tạo hiệu ứng cho đoạn văn bản trên trang chiếu.